3CE vừa mới ra mắt dòng son mới Blur Matte Lipstick. Hôm nay Lisa sẽ trải nghiệm thử cảm giác mịn mờ trên môi, tự tin quay clip cùng với lại dòng son mới của nhà 3CE nha. Vỏ son lần này có màu bạc óng ánh và in logo của 3CE cùng với tên sản phẩm Blur Matte Lipstick. Lần này thì son được khoác lên mình bộ áo hoàn toàn mới mà Lisa chưa nhìn thấy ở một hãng son nào trước đó. Nếu chị nhìn từ mặt ánh bạc á thì sẽ trông giống hệt như là thiết kế son 3CE từ trước đến nay. Nhưng thật ra thì thiết kế lần này là lai giữa vỏ tròn và vỏ vuông truyền thống, khá là lạ mắt cùng với lại ánh bạc và sắc hồng trầm ấm, vừa sang và vừa dễ thương nữa. Thiết kế lần này có mặt ống ánh bạc, thật ra là hãng có ngụ ý muốn có mặt gương để các bạn có thể dễ dàng thoa son lại trong ngày, khá là tinh ý ha. Lisa được biết đây là dòng son hot pick ở Hàn Quốc, chất son thì nhẹ tông, đối với lại những cái màu nhạt thì sẽ cần tì son một tẹo để son có thể lên màu rõ hơn. Son cầm khá là vừa tay, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Son thì không có mùi hương gì đặc biệt ha, chỉ có mùi sáp son rất là nhẹ mà phải ngửi rất kỹ thì mới có thể ngửi thấy được. Chất son rất mỏng, nhẹ môi và để lên màu đậm rõ thì cần thoa chồng đều 3-5 lớp. Tuy nhiên thì son sẽ không dày lên mà vẫn rất là nhẹ môi nha mọi người. Việc thoa nhiều lớp son không có nghĩa là son sẽ dễ hao nha mọi người ơi, chỉ là son sẽ ra từng lớp rất là mỏng mỗi lần thoa. Son không hẳn là lì 100% mà sẽ có độ ánh rất là nhẹ, như là 92% là hiệu ứng lì và 2% là hiệu ứng ánh nhẹ. Khác với lại những cái dòng son thỏi lì khác á, thì độ transfer của em này rất là ít, gần như là chỉ thấy được những cái vân môi có một chút màu vô cùng nhẹ khi dính vào cốc, khiến mình khá là ngạc nhiên vì thường á, thì nếu son không transfer nhiều thì sẽ khá là chắc môi hoặc là rất là khô môi. Nhưng với Blur Matte Lipstick của nhà 3CE thì sau khi dùng khoảng tầm 5-10 phút á, thì son sẽ gần như là không lem nhưng vẫn rất là nhẹ môi và dễ chịu. Chất son thì mình thấy là khá là đặc biệt vì mỗi lần thoa sẽ chỉ để lại một lớp rất là mỏng, và dù chồng dành lên thì son vẫn cứ rất là nhẹ tân. Son có làm mờ đi rãnh môi, tuy nhiên thì sẽ không khiến cho rãnh môi hoàn toàn biến mất. Để càng lâu thì rãnh môi sẽ càng hiện dần lên, nhưng mà không phải là kiểu môi khô khốc, cũng không phải là sẽ làm hiện rõ lên phần môi của các bạn đâu nha. Lisa để ý là ngay kể cả khi môi mình có hơi khô nhẹ, khi dùng son lên thì môi sẽ có cảm thấy là có thêm một chút ẩm. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chúng mình không có thèm bôi son dưỡng nữa nha. Mình sẽ dưỡng môi trước khi sử dụng son và bặm với giấy ăn để lấy đi hết cái độ bóng của son dưỡng, nhưng vẫn để lại trên môi một lớp ẩm rất là nhẹ nhàng. Làm như vậy thì màu lên môi và hiệu ứng son trông cũng đẹp hơn rất là nhiều. Of company, sugar, you got that something. Trong 10 em son của dòng Blur Matte Lipstick thì không có màu nào là gần như quá giống nhau, nên các bạn thật sự là đang có 10 sự lựa chọn rõ ràng. Và dù bạn có thích tông tím, cam, nude hay đỏ thì Lisa tin chắc rằng bạn sẽ vẫn tìm được cho mình một màu son yêu thích. Ngoại trừ Neutral Wave là màu đỏ thuần đơn sắc có một chút tint hồng baby, thì các màu còn lại sẽ là kết quả của sự kết hợp màu sắc khác nhau để tăng cái độ dễ dùng cho son. Vì chất son khá mới nên là những cái lần đầu dùng các bạn sẽ thấy son có hơi không đều màu, chỉ là son khá là mịn, nên nếu nhẹ tay khi thoa thì son sẽ lướt rất là nhanh trên môi, nên không để lại một cái lớp màu rõ đậm. Dùng thêm vài lần sau đó thì sẽ quen thôi, hiểu rõ cách dùng son hơn và sẽ cảm thấy là son rất là nhẹ môi và dễ chịu thoải mái khi dùng. Sau khi ăn thì son sẽ trôi đi khá nhiều, nhưng màu son thì sẽ không cũ xỉn đi, không loang lổ, sẽ để lại một lớp màu rất là nhạt ở bên dưới. Tất cả các màu của bộ sưu tập lần này á, thì Lisa không có thấy bất cứ màu son nào khó dùng, mà chỉ là có hợp hay là không hợp cá tính hay phong cách của bạn mà thôi. Of company, sugar, you got that something special.
Dòng son lần này mang đến trải nghiệm khá tốt. Lisa thì thích một cái dòng son có thiết kế riêng, những cái gam màu nhẹ nhàng không quá nổi trội. Son dùng trên môi thì không cần phải bám quá lâu, chỉ cần sau khi ăn uống thì son sẽ vẫn đều màu và có thẩm mỹ. Cuối cùng là sự thoải mái khi bôi, thì dòng son này đều có cả. Điểm trừ của dòng son này mà Lisa thấy đó là dễ bám vân tay. Phần thân son và nắp son không thực sự chặt chẽ, son sẽ dễ bung khi để trong túi cùng với lại nhiều món đồ khác. Nên mọi người lưu ý là nên để son ở một căn riêng ha. Đây sẽ là một dòng son cho các bạn thích son thật lì, ít transfer và nhẹ môi. Mình thấy em son này khắc phục được phần lớn các nhược điểm của son lì ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì cũng giống như những cái em son lì khác, để son lên đẹp, mịn và thoải mái nhất thì môi cần được tẩy da chết và dưỡng ẩm thật kỹ ha. Trong video này thì Lisa sẽ không dùng filter hay chỉnh bầu để bầu son và chất son lên cho thật nhất. Cũng chính vì vậy mà video lên sẽ không được xinh lung linh, và mọi người thông cảm nhé. Mỗi người thì sẽ có một cảm nhận về màu sắc và sở thích về màu son khác nhau. Đó chính là lý do vì sao mà mình không bình luận về màu hoặc là nêu quan điểm về màu son. Nhưng nếu bạn thắc mắc đâu là top 3 mà Lisa yêu thích nhất thì đó chính là màu Salty Cinnamon, Neutral Wave và Rosiness. Nhưng như mình đã nói, trong 10 màu son này thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được một màu ưng ý, vì các màu sẽ là kết quả của sự kết hợp màu sắc khác nhau để tăng độ dễ dùng cho son. Các son này sẽ được pha màu rất là hài hòa theo các tông là cam, đỏ, tím, hồng, rất là nịnh mắt. Cuối cùng thì Lisa cảm thấy là trải nghiệm mịn mờ trên môi của mình hôm nay khá là thành công. Mọi người cùng chờ đón sự có mặt của 3 xe Blur Matte Lipstick tại Việt Nam nhé.